Duy Nguyễn và con Viên xinh đẹp chào các bạn đến với chương trình khởi động thứ hai, nhóm cơ, các nhóm cơ liên quan tới phần thân trên, upper body. Rồi để bắt đầu cho phần khởi động các nhóm cơ upper body thì chúng ta khởi động như một cái máy cardio trước 5 phút để cho chuyển cơ thể từ trạng thái bình thường qua trạng thái vận động, cho nó warm up thôi, này kêu là warm up, làm nóng cơ thể, làm kéo bài rô đi, nó rất có lợi cho lưng và tay đó. Cứ kéo là 5 phút chơi thôi, nhẹ nhàng nữa, không phải chỉnh nặng gì cả, kéo bình thường thôi đó. Để khởi động những cái phần cơ lưng, cơ tay nè, nguyên phần trên đúng không? Dạ. Thấy cái bài này ngon chưa? Đó, khởi động là nguyên phần trên luôn. Dạ. Còn bữa hổm mình đạp elliptical là khởi động nguyên phần dưới luôn. Dạ. Bây giờ cái ngày upper body mình khởi động khác và ngày lower body mình khởi động khác. Dạ. Em cứ canh đi chừng 3-4 phút cũng được. 3 phút là đủ rồi. Rồi xong rồi xong rồi mình lên trên kia là mình xoay khớp, mình khởi động khớp, rồi mình căng cơ, rồi mình khởi động những cái bài chuyên về nhóm cơ thân trên. Là kết thúc phần khởi động. Đó, là bữa nay em học được thêm phần khởi động nhóm cơ thân trên nữa. Bữa hôm là khởi động phần thân dưới. Vậy là xong rồi đó. Xong phần khởi động rồi đó. Dạ. Professional rồi đó. Chuyên nghiệp rồi đó. Được rồi đúng không? Ừ. Rồi, kéo một tí nữa đi. Thôi ha. Ừ, rồi thôi nghỉ lên trên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động phần cơ upper body, tức là những cái nhóm cơ nằm phía trên và để cho chuẩn bị cho những cái buổi tập upper body nha. Vẫn là xoay khớp. Mình chơi khớp trước đi. Đó, xoay khớp. Cầm nắm sờ mó nhiều lắm nên chúng ta phải xoay mấy cái khớp này. Xoay. Rồi, tới khớp cùi chỏ nha. Nhớ chưa? Chừng 10 phát thôi. Đó, xoay. Rồi, đổi chiều. Rồi thay tới khớp vai. Mạnh lên. Đó, quạt. Đổi chiều. Thở đều nha em. Rồi tới sẽ khớp hông, tập hiệp giữa giờ không dễ ăn mà. Rồi. Thôi. Sao vậy? Sao đổi chiều lẻ vậy? Được không? Rồi thôi. Có căng vô đi. Rồi. Chưa đâu, còn nữa. Là chúng ta sẽ có bài đặc biệt. Bữa nay ta tập phần upper body nên cái phần tay hay mấy khớp tay, cơ tay rất là quan trọng. Em cầm em xoay dây nè. Rồi. Một bé nhất phòng gym rồi đó. À, xoay, đúng rồi. Xoay khởi động nguyên cánh tay luôn. Đó.
Đó, thôi, thôi nha. Rồi để một cục xuống. Để một cục xuống, cục còn lại cầm. Cầm giày ngang. Để trước ngực, trước bụng thôi. Xoay. Giữ cái eo lại, xoay cái người thôi. Cố lên, cơ động thôi mà. Đó. Tiếp tục khởi động. Bây giờ động tác tiếp theo. Để dây. Nhìn nó nè. Đẩy lên. Giữ giữ trên cao một tí. Đây, nhìn nó nè. Xong rồi hạ tay xuống. Dùng gốc. Đúng rồi. Xong rồi lên. Đó. Lại. Đẩy lên 10 cái. Rồi, thôi. Xong, bây giờ chúng ta đi qua tới phần căng cơ. Nãy giờ chúng ta đã khởi động căn bản với cái khớp rồi đó. Cho đây em úp người lại. Cao quá. Cao chỉnh xuống một tí. Rồi. Căng cơ. Căng cơ xuống vị trí thấp nhất luôn. Xuống vị trí thấp nhất có thể. Rồi. Đau chưa? Đau đau chỗ này chưa? Chưa. Chưa thấp nữa. Tại cái này nó cao quá, chắc phải hạ xuống một tí nữa. Gặp cho tới lúc là đau này tí. Rồi. Ê ê tí thôi. Có cảm giác ê ê chưa? Ừ. Rồi. Không vịn em, căng, tập trung căng. Hai tay để trước ngực, đúng rồi. Căng cơ, căng, gắng căng chừng 15 giây. Rồi, bật lên 10 lần. Bật vừa vừa thôi, bật vừa vừa thôi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữ lại, giữ vị trí cao nhất luôn. Giữ lại, ừ. Giữ cái lưng này, lóc cái lưng lại, giữ lại, đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7. Chưa, 8 9. Thôi. Xuống. Ây da. Rồi. Thấy mấy khớp rồi, nó khỏe khỏe chưa? Nó tự tin chưa? Cơ kiết đồ ngon lành chưa? Không. Còn bài căng cuối cùng qua đây. Hồi nãy chúng ta căng phần lower back, bây giờ chúng ta căng phần trên. Yeah. Nãy giờ chúng ta căng rất nhiều phần nha, phần này có rồi nè, phần lower back có rồi nè, phần phần này chưa nhiều nè, phần này chưa nhiều nè, cơ tay thì căng rồi nè. Yeah. Còn cái ngực thì cũng có thể căng, nhưng mà tại vì hôm nay không có tập ngực nên không cần căng ngực, nhưng mà chút anh chỉ em bài căng ngực luôn đó là đủ. Thấy không? Hai cục tạ vậy là căng tay đó. Vừa căng tay vừa khởi động khớp, bây giờ qua đây căng lưng. Rồi bây giờ em vô ra cái máy này, em thực hiện động tác căng cơ. Em làm mẫu cho, căng cơ lưng nha. Không cần tập, cần căng thôi, căng cơ lưng như nè. Ngồi, chờ người về phía trước xíu.
chồm cái trước xíu, rồi cái đầu cúi xuống tí đó, để mình căng cơ lưng. Không cần kéo, cứ để thẳng cho nó căng ra. Ok đây, đó, căng cơ lưng. Căng khoảng chừng 20 giây. Bài này rất là quan trọng nha, căng cơ lưng. Rồi đủ rồi, kéo xuống nổi không? Rồi kéo xuống, tất cả, ok. Không cần kéo cao đâu, kéo tí thôi, đó. Kéo tí thôi, em kéo tí anh phụ nè, đó. Xuống, rồi, lên. Xuống, đó, ok, đó, căng vậy thôi. Ok, gắng tập 10 cái, đó. Để mình căng được cái phần nguyên cái phần cơ lưng. Ok. 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 Rồi bây giờ ráng nha. Ráng nè, rồi không ở sau phía sau luôn cũng được. Đó, rồi giữ lại. Giữ lại, giữ lại cho nó ép cái cơ lưng này vô đây nè. Ok. Cho nó giờ ta ép cái cơ lưng. Nha. Rồi cái này được rồi. Nó ép cơ lưng vô. Có đau không? Có cảm thấy phê không? Có cảm giác nó ép không? Em phải có cảm giác ép vô đây nha. Dạ. Rồi, xong lên, thả ra đi, thả ra từ từ. Rồi, từ buông ra luôn đi. Thả luôn. Chưa chỉ bài này bạn nó không biết tập nha, chứ không phải là lỗi nha các bạn. Chưa chỉ, đó không? Giấu, bữa sau mới chỉ bài này. Rồi, tiếp tục. Rồi bây giờ chúng ta vô, chúng ta căng cái ngực. Ở những cái chỗ mà nó không có máy nó căng không có được. Nó chế đủ kiểu trên nhưng mà nó căng không có vô. Nó là chuyên căng cơ ngực nha. Em cầm giày, nhưng mà nhớ hai bàn tay ngửa ra, nhìn về phía trước, bước ra từ từ nào căng thôi. Đó. Căng. Ráng đi, căng. Ưỡn ngực ra, căng, chưa căng đủ bước nữa, bước hoài luôn. Căng luôn cơ tay luôn, đúng không? Rồi xong đuối quá bước vô. Đó. Rồi thử đi em. Cảm giác là chỉ có em mới hiểu thôi chứ anh biết diễn tả sao cho em hiểu nữa. Rồi. Cái tay đừng có gọi là buông ra cho nó gọi là nó hành hạ mình quá. Cái tay á, em phải có sự kiểm soát cái tay một tí, tức là cái tay nó nên không, tức là cái tay nó còn có một sự kiểm soát như vậy, chứ không phải là cái tay buông ra thẳng ra mày muốn làm gì mày làm, đúng không? Dạ. Đó, nên cái tay mình phải có một sự kiểm soát nhẹ, tức là mình đang tự chủ mình căng, chứ không phải là mẹ nó lôi mình quá trời rất mình mới căng. Đây hả? Đây cái này up lên. Đó. Nó sẽ căng luôn cái tay. Chắc chắn, nhưng mà em phải cảm giác có đau căng ở đây nha. Căng ở đây mới đúng. Đó, ok. Rồi, ráng chịu đi. Còn nếu mà chưa thấy đã thì cứ nhích lên từ từ tí chút. Rồi đuối quá thì lùi lại. Đó. Căng ngực mắt ngon luôn á, máy Mỹ Đế nha. Rồi, căng ngon lành đúng không? Rồi, chừng nào cảm thấy đuối thì thả vô từ từ. Mình nghỉ, kết thúc phần khởi động ở đây rồi đó. Chỉ còn khởi động làm quen cái đường tạ thôi. Thì tùy vào cái ngày tập đó của em tập cái cơ nào, cái máy nào, thì chúng ta xuống dưới chúng ta khởi động làm quen với khối lượng tạ của cái máy đó. Chứ còn cái buổi khởi động cho phần cơ upper body thì tới đây là khép lại rồi. Đó, chỉ cần cardio ở dưới chèo thuyền chút á, vì là xong lên đây mình tập nãy giờ là gói gọn, tại trong video này anh chỉ em nó hơi lâu, nhưng mà mai mốt tập là chỉ gói gọn trong vòng 15 phút thôi nha. Và uống hết rượu cao nha, bữa nay kiểm tra anh không nhắc nè. Rượu cao còn uống hết xong rồi xuống dưới tập nha. Đó, mình tập gym ở phòng đẳng cấp, nó phải khác, nó phải theo chương trình, nó phải theo giáo án, máy móc thiết bị rồi supplement đồ này nọ. Rồi xong rồi anh pha cho thêm intra workout còn miếng. Rồi, bây giờ pha intra workout vô buổi tập nha các bạn. Các bạn đón xem video tiếp theo sẽ là buổi tập upper body, tay vai bụng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement.
Duy Nguyễn, BBT Founder.